phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời Nam mô Bồ A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Hôm nay mời các vị lắng nghe bài số 121 Kinh Đại Bác Niết Bàn Phẩm Thánh Hạnh Phần Thứ 18 Đại Bác Niết Bàn là một bộ kinh rất dài Giáo nghĩa thâm sâu Cô Động Vô Biên chúng ta nếu không nỗ lực chiêm nghiệm tinh tấn nghiêng tầm thì chúng ta khó có thể lãnh hội được thưa quý vị khi chúng ta tiếp xúc những câu hỏi bất cứ kinh nào trong đại thừa phật giáo mà là câu hỏi đến từ bồ tát văn thù sư lợi thì chúng ta hãy lưu ý rằng đây là một vị Bồ Tát đại trí đứng đầu ở trong hàng Bồ Tát. Cho nên câu hối của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thường đến chỗ tư duy siêu việt, rất khó hiểu, rất khó hình dung. Và hôm nay chúng ta lại lắng nghe Câu hối của Ngài trình lên Đức thế Tôn. Cho nên chúng ta cũng khó có thể hiểu câu hối của Ngài. Chứ đừng nói chi là chúng ta có thể lãnh hội hết được giáo nghĩa thậm thâm. Câu hối của Ngài không phải Ngài không hiểu mà hối Phật. Nhưng Ngài hối là đỡ trợ duyên cho Đức Thích Ca Mâu Ni khai thị Pháp Yếu. Nhờ câu hỏi của Ngài mà chúng ta có thể lãnh hội được giáo nghĩa Và trên con đường hành Bồ Tát Đạo Chúng ta cũng nhờ những câu hỏi này Mà chúng ta có thể trả lời cho tất cả những ai cật vấn mình Tại vì khi hành Bồ Tát Đạo Tức là chúng ta đem giáo Pháp Như Lai Truyền bá cho cuộc đời và tất nhiên chúng ta sẽ đối diện với vô số vấn nạn Nếu như có những vấn nạn chúng ta không đã thông được Thì chúng ta làm sao dẫn dắt người vào đạo Cho một thí dụ đơn giản Một người mẹ nói rằng con ơi đi chùa quy y tam bảo Người con nói rằng, thưa mẹ, tại sao con phải quy y tam bảo? mẹ nói rằng con quy y tâm bảo đưa con làm người tốt đứa trẻ nói vậy thì lâu nay con không có tốt hả mẹ trả lời sao và hiện tại con đang thấy con tốt con được thầy giáo cô giáo ở nhà trường khen ngợi con được bạn bè quý thương con tự thấy con đang là người tốt tại sao con phải quy tâm báo nữa người mẹ biết nói không không biết nói không biết nói chỉ có chỉ có một cái chúng sanh ở trong nhà của mình do mình sinh ra mà mình làm bồ tát với nó chưa nói thì làm sao mình đi ra ở ngoài đời Mình đi quen pháp lợi sinh Mình dẫn dắt những cái người ngoại đạo ngoan cường kia Đi vào trong chánh pháp của Phật Do vậy cho, do vậy cho nên những đoạn kinh này Rất là hữu ích cho chúng ta Chúng ta hãy xem Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bạch Phật như sau Như lời Phật nói có thường lạc ngã tịnh là thật nghĩa Niết Bàn là thật nghĩa phải không? Nghĩa của Niết Bàn là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Bốn tướng này là tướng tịnh của Niết Bàn. Thời các phái ngoại đạo lễ ra cũng có thật đế mà trong Phật Pháp thì không. Đã, đó là lời cạp vấn của Ngài Văn Thù Sư Lợi. Bởi vì Thế Tôn nói rằng có thường, có lạc, có ngã, có tịnh là thật nghĩa. Như vậy thì các phái ngoại đạo nó vậy có thật đế mà ngược lại thì trong Phật pháp lại không một lời cật vấn rất là hay và ngài giải thích như thế nào ngài giải thích câu hỏi của ngài để chúng ta hiểu vì các phái ngoại đạo nói hạnh là thường hạnh tức là gì là những cái biểu hiện những cái diễn tiến ở trong cuộc sống mà chúng ta là một con người tham gia vào ở trong cuộc sống đó đó gọi là hạnh hạnh gì nói Hạnh là thường Thế nào là thường Bởi vì Khả ấy Khả ý Bất khả ý Các nghiệp báo vân vân Khi thọ rồi Thời chẳng mật Nghĩa là sao Nghĩa là khả ý Tức là những điều khái ý Những điều mình thích Nhưng nó bất khả ý Tức là những điều mình không có thuận ý Không có thích <laughs> Khi thọ rồi Thời chén mắt Cho thí dụ Chẳng hạn như Hôm nay Thầy đưa cái dù chuông lên như thế này Và các vị nhìn thấy cái dù chuông Các vị nói á, Là hôm nay thầy đưa dù chuông lên Và thầy hỏi dù chuông đẹp không Chúng ta nói rằng đây là dù chuông đẹp Chẳng hạn như vậy đi Và ba ngày sau Thầy nói rằng là cách đây ba ngày Thầy có đưa dù chuông lên Và thầy nói đẹp các vị còn nhớ không? các vị nói nhớ, cái đúng ngày không hả? À? như vậy thì thọ rồi là không mất, hiểu chưa? cái đó là ý nữa là thọ rồi, thọ rồi thì không mất, thọ những cái gì vừa ý hay không vừa ý đều chẳng mất, khá ý là nối mười nghiệp báo lành, là nối đến gì? là nối đến thân tam khẩu tứ và ý ta. À, thân tam tức là không sát sinh không trộm cướp không dục tà hành à, khẩu tức là không nói dối không nói lưỡi hai chiều không nói lời thiêu dệt không nói lời tạp nham vô ích và ý thì không tham không sân không si ở trong phương diện đó chúng ta nói rằng là mười quả báo lành còn bất khả ý là nói mười cái quả báo chẳng lành khi nói là ngược lại với cái điều khả ý ngược lại với 10 điều thiện. Nếu cho rằng các hạnh thấy đều vô thường, đây đặt câu hỏi ngược lại, nếu cho rằng dạng vật đều vô thường, tất cả đều hủy hoại, con người các bụi trở về với các bụi, chết rồi thì hết. Vậy thì kế tạo ác đã chết, thời ai ở nơi kia mà nhận quả báo? Chết hết mà, tất cả hết thì cứ thi nhau làm ác. Ai sống được thì sống Cướp giật mà sống Tranh đoạt mà sống Lắng lướt mà sống Tìm cái thế ưu Để mà tồn tại bị chết là hết Thậm chí người ta đỡ cho người ta được sống Bằng cách người ta giết hại đồng loại Người ta giết hại những hữu tình khác Người ta làm vô số những cái điều tội lỗi Để người ta được sống Như vậy Thì mà vì sao bị chết rồi hết mà Quan điểm như vậy chúng ta thấy có ổn không? Tự nhiên chúng ta thấy không ổn Nhưng mà lý luận làm sao? Lý luận làm sao đây là Nếu như nó là vô thường Nó là mất Thì khi mình chết rồi là hết Mà chết rồi là hết Thì ai là người nhận quả báo? Do nghĩa này Nên nói rằng các hạnh là thường Bởi vì chắc chắn nó phải có sự nhận quả báo Mà như vậy thì các cái việc làm nó đều tồn tại vĩnh viễn như vậy cho thí dụ sát sanh nhân duyên gọi là là thường tức là còn mãi nếu cho rằng vô thường thời kế giết cùng người bị giết đều vô thường cá vậy thì còn ai ở nơi địa ngục mà thọ quả báo vì vậy cho nên tự biết rằng sát sanh là thường nên nó không thể mắc được rồi gì nữa Nếu nói quyết định có địa ngục thọ báo Thời các hạnh thiệt chẳng phải là vô thường Vậy thì ở đây rõ ràng Giết người tạo ác vô địa ngục Đó là cái vật đương nhiên Như vậy thì cái hạnh đó Cái việc làm đó Nó sẽ dẫn tới quả báo như vậy Nó sẽ tồn tại như vậy Thì không thể nói rằng là Là hết được là mất được Cho nên phải nói đó là là thường chứ không thể xem đó là vô thường được chứ hả? À, chuyên tâm ghi nhớ cũng gọi là thường như chỗ biết trải qua 10 năm nhận đến trăm năm cũng chẳng quên mất ví dụ như lúc nhỏ chúng ta thấy một điều gì chúng ta biết chúng ta ghi nhớ 10 năm sau chúng ta cũng nhớ trăm năm nhiều khi chúng ta cũng còn còn nhớ nếu chúng ta sống hơn trăm năm phải không thưa quý vị? À, Thành ra đây nói rằng chuyên tâm ghi nhớ cũng gọi là thường không bị mất đi. Vì thế nên gọi là thường. Nếu là ngược lại nếu là vô thường thời những việc đã thấy biết lấy gì để nhớ. Cho nên nhớ nó phải là thường. Còn nếu như mà nó nó vô thường thì thấy biết nó quên mất hay là cơ quan nào ở trong não bộ hay là cái cái đặc tính nào để chúng ta có thể nhớ một cái việc mà trải qua trăm năm do cơ ấy nên tất cả các hành chẳng phải vô thường chúng ta thấy à, ngài văn thù sư lợi hối hợp lý không luận lý hợp lý không hả à, gật đầu y chang ngội đạo tại vì bồ tát văn thù nêu ra cái đoạn này là đây là luận lý của ngội đạo ngài cật vắng thế tôn Ngài hối Thế Tôn rằng là hội đạo nó nói như vậy ấy. Mà chúng ta nghe thấy hợp lý là xong rồi Tiêu rồi à. Bởi vậy cho nên nghe từ đầu Thầy với Thưa với Đại chúng Những câu hối của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Là những câu hối đến cái chỗ trí tuệ siêu việt Và Ngài hối dùm cho chúng ta bởi vì sao? Bởi vì trong con đường hành Bồ Tát Đạo Chúng ta sẽ đối diện với một số ngoại đạo Đối diện với một số tư tưởng, một số luận lý triết học mà không phải như Đức Phật dạy. Tất nhiên, họ có những cách nhìn của họ, họ có những cái quan điểm của họ mà mình không có dễ dàng gì thuyết phục họ bỏ đi. Nếu như họ luận lý chặt chẽ mà chúng ta không có khả năng biện bác để chỉ ra chỗ khiếm khuyết sai lầm của họ thì làm sao họ có thể từ bỏ cái đó để đi theo con đường viên mãn của Đức Thế Tôn? Hiểu chưa hả? Cho nên những câu này rất là khó hiểu Và Bồ Tát Ven Thù Sư Lợi nêu ra là nêu những luận lý của ngội đạo Dẫn ra ngội đạo đương thời Người ta nói như vậy, người ta luận lý như vậy Nó vẫn đạt đến cái chỗ thâm sâu vô cùng Mà chúng ta sẽ bị gì? Chúng ta sẽ bị mơ hoặc ở trong đó Đây là những điều mà rất là nguy hiểm chứ không có đơn giản đâu Ví dụ như thế này, một người một người cán bộ có quyền ở trên Tây. lúc ở Việt Nam thầy còn biết điều này, có biết điều này. Họ họ không tin gọi là trời thần là Phật thánh. Nhưng con của họ bệnh. Rồi họ cũng bệnh nặng. Bác sĩ không chữa được. Lúc bây giờ có một vài người hướng dẫn cho họ tập thiền năng lượng Họ mở luôn xa họ thu hút làm sao đó không biết Tự nhiên người họ nó khỏe Bình nó bớt Thế là họ xem đó là điều kỳ diệu Là màu nhiệm Và sự sống của họ được ban cho bởi phép màu này Thế là họ dùng hết tất cả cái phương tiện của họ để họ tôn vinh họ tôn vinh những gì giúp cho họ và ai sống trong phạm vi chịu ảnh hưởng của họ thì họ dẫn dắt vào con đường mà họ xem là cao thượng nhất phật tử mình cũng bị dẫn vô luôn giới sợ không hả à? có khi tập tới cấp thứ 13 ba Giai đoạn đó theo thầy biết ở Mỹ chưa có ai tới cấp 13 Mà tập tới cấp 13 Rồi rồi sau đó nó có những cái chuyện khủng hoảng khác xảy ra Thì đi kiếm thầy Và trình bày từ tài liệu tu tập Việc này việc nọ Mình mới có cơ hội để mình hiểu rõ hơn Bởi vì sao? Bởi vì người Phật tử chúng ta không đủ luận lý không thấy rõ cho nên nghe người ta nói có lý ví dụ như người ta nói đạo nào cũng tốt mà chị ừ, đúng phải đạo nào cũng tốt mình đi chân lý niết bàn mà người ta nói đạo nào cũng tốt thì mình vô hồi giáo đi tại sao phải theo phật <laughs> cho nên là mình thấy cứ gật cù gật cù ở thôi mình không kịp nghĩ gì hết trơn à mình không nghĩ là nó tốt ở mức nào và cái tốt đó so sánh với cái gì cũng giống như là so với cái gì thì phải có cái vật đó so chứ ví dụ như nói rằng là con người là tối thắng thì người ta nói rằng so với súc sanh thì con người là tối thắng nhưng so với chư thiên thì làm sao mà con người tối thắng được cái đúng vậy không? cho nên đó là khi so cái gì chúng ta cũng nên dùng một trí tuệ của mình để nhận biết một chút chứ đừng có dội dàng người ta gật đầu gật đầu hết đâu gật đầu đó rồi gì nữa ở đây Bồ Tát Văn Thù nói rằng Do cớ ấy nên tất cả các hạnh chánh phải là vô thường Tất cả sự tướng nhớ cũng là thường Hình dung nhớ lại cũng là thường Như có người ngày trước thấy, thấy tay chân mệt mày đầu cổ của người khác Lúc sau gặp lại liền nhớ biết chẳng hạn như cách đây một năm hai năm mình gặp một người nào đó mình có một cái buổi nói chuyện thật là dễ thương với họ rồi sau thời gian không có liên lạc nhưng hôm nay tình cờ gặp lại mình nhớ ra người này mình đã gặp mình đã nói chuyện gì như vậy thì cái khả năng nhớ và hồi tướng đó là thường chứ nếu như nó vô thường thì mình đâu còn nhớ gì nữa đúng không ạ à? không dám gật đầu nữa <laughs> ông già, ông già đầu nữa gật đầu ngồi đạo <laughs> ông già, ông giáo nữa <laughs> đó, đó, đó. rồi nếu có vô thường thời những tướng ấy những tướng thái biết ngày trước lễ ra đã diệt mất cho thí dụ khác chẳng hạn như nghề nghề nghiệp tạo tác do học tập từ lâu hoặc ba năm hoặc năm năm rồi sau mới dối nên gọi là thường. Chẳng hạn như một cái nghề mình tập đầu tiên mình tập làm sao? Chẳng hạn như mình tập làm đồ gốm đi, thì á lúc bây giờ đỡ cái miếng đất ở trên bàn xây và người ta làm sao tay cho người ta nhẹ nhàng thôi cứ từ 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 vậy đó, nó chạy ra hình tròn hình thù này kia, người ta làm rất là nhẹ nhàng còn mình thớ thì mình vô là nó nó bẹp nhẹp luôn đúng không? nhưng mà đến cho có cái điêu luyện như vậy thì người ta phải tập nhiều chứ phải không người ta phải tập nhiều à, hồi 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 nhỏ thầy chơi guitar cũng vậy cái nghĩ cái việc nghĩ đâu có dở, dở dàng gì mà chơi guitar tại vì nó sáu uh, dây và cái dây rất là nhỏ và tay mình ấy thì không có cái gì bảo hộ tay hết mà phải lấy cái tay ấn cho nó chặt vô nó mới kêu được Nên mà khẽ cho đúng cái nốt của nó và nó đau lắm chứ và hồi đó thầy nói với ông anh thầy nói anh hai sao sao đau tay quá vậy anh nói cứ làm vài nó hết đau <laughs> anh nói, nó nó mình phải chịu đựng mà nói, nếu mà ngày nào cũng phải tập mà tập tới mức là cái tay thời gian nó chai luôn và anh làm hay lắm cái tay anh anh đặt trên cái cây đàn anh vuốt tới vuốt lui nó chạy oán 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 ngon lành còn mình vuốt nó im ru thôi, <laughs> Mình thấy không à Cho nên nó làm nó tập chứ tập Rồi sau đó anh có dạy thầy chơi Trống ra nữa là thầy ban đầu vô đánh ra ra chỗ cái, cái, đám, đám cưới người ta hỏi nhỏ xíu mà mấy ông anh này cứ tập tại vì sao bởi vì bao cấp khổ lắm trong cái đám cưới là mấy ông nhận người ta chứ mà mấy ông ăn là nhiều chứ mấy ông có 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 đánh gì đâu mình nhỏ nhỏ, ông tập cho mình cứ ngồi gõ cái trống cứ chụp trình chụp trình đấy là ông đi ăn thôi. <laughs> thì lúc bây giờ thấy cái người kia anh kia anh hát ấy, anh hát rồi cái tóc anh nó phu phu xuống rồi anh gục đầu xuống như vậy, rồi cái ngớt lên rồi anh hát, Khi mình thấy khôi chí quá cái là cái bông bún bông bún đun 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 cái nó nó mấy cái trống cái cái lúc lúc vừa cái là cái đám cưới cuối... bữa vậy đó, <laughs> cái đám cưới cuối... bữa à, giờ đó. cho nên là... à, nó à, tại sao nó mạnh như vậy nó tại vì thấy khó chịu quá <laughs> cái nên mạnh à, nhưng mà là anh có điêu nghệ còn mình không có mình có mình làm hư mất à, nhưng mà mình tập quay tập quay chúng ta quay mà khi tập cũng vậy nhé chẳng hạn như là chùm chết chết chùm chết chết chẳng hạn vậy À, mình quên hai chân quên tay mất <laughs> rồi cái mình gõ thì quên chân <laughs> đó, cho nên nó là phải tập phải ngồi cứ gõ 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 vậy đó cứ ngồi lắc lư lắc lư vậy đó à, mà khổ đi về tập ngồi lắc lư ông nội ông nói mày làm gì ông nó nói nhà con tập tống ra nó không có được mất quay nghi không có được ngồi lúc lắc thì không có được <laughs> cho nên nó có những cái hoàn cảnh nó nghịch nhau á nhưng mà thưa vị phải tập phải tập nó mới điêu ngợi được như vậy thì ở đây cũng vậy ở đây chúng ta học tập đi tập lại rồi á nhớ lần trước một ít lần sau nó quen một ít lần sau quen một ít quen tới mức mà mà tự tại thì như vậy thì cái nhớ đó gọi là thường đúng không không dám gật đầu <laughs> nói như thế mà không dám gật đầu luôn à không thừa nhận à không thừa nhận trong não bộ mình nó có cấu trúc đó Con người mình có thói quen đó à Đương nhiên gật đầu Cẩn thận qua ngồi đạo Rồi gì nữa Ở đây Ngài nói rằng đối với cái phương pháp Tính đếm từ 1, 2, 3 Nhận đến Trăm ngàn Nếu là vô thường Thời lẽ ra phải diệt Nếu một Đã diệt Thời lấy chi đến hai do một chánh diệt nên được đếm đến hai nhận đến trăm ngàn vì thế nên gọi là thường chẳng hạn như thế này trong nhân loại người ta tập phân biệt mà người ta tìm ra dãy số chữ số thập phân của người ấn độ và nếu như mà xa hơn thì là chữ số của người thổ dân da đỏ tại mỹ hình như của dân tộc Hopi dân tộc nào đó thì không có nhớ rõ họ tìm ra con số không trước người Ấn Độ cho nên cái nguyên lý xây dựng của họ nó dựa trên cái phép toán rất là khoa học và từ số 1 cho tới, tới số 9 nhưng nếu như không có số không thì vũ trụ này sẽ bị mắc kẹt bởi vậy cho nên cái nguyên lý và tánh không nó đạt đến cái chỗ giải thoát tối thượng nếu như không có cái tánh không này Thì dạng vật nó sẽ bất động đứng yên Và người người Ấn Độ thì sao? Người Ấn Độ thì họ miêu tả Giữa cái có, cái không Và sự nhầm lẫn của con người Cho nên người ta lấy một cái nhang Người ta quay tròn như thế này Người ta hỏi rằng cái vòng tròn lửa đó có hay là không Ai cũng biết rằng nó là một đốm lửa Nhưng con mắt thì thấy nó là vòng tròn lửa Và phân tích do con mắt không có nhìn kịp cho nên nó lưu lại cái sắc uẩn như thế nào đó đó là chuyện của chúng ta nhưng trên thực tế hiện tượng thì chúng ta thấy vòng tròn lửa đang hiện ra trước mặt như vậy thì nó có hay nó không cái cách miêu tả của họ như vậy và từ đó cái vòng tròn này con số không này nó hình thành ở trong đầu người ấn độ do vậy cho nên á người ấn độ họ phát minh được là chữ số thập phân với con số 0 rất là quan trọng Và nó làm nền tảng Để nâng cao Toán học trên vũ trụ này Sang một cái ngưỡng cửa lớn hơn Rồi Người Trung Quốc thì hồi đó là Thập lục phân người Trước đó là Có cái hệ là thập lục phân Tức là 16 chữ số Nhưng nó rất là khó khăn Nó không có giải thích hết tuyệt đối Và sau đó họ cũng chuyển sang là Thập phân theo cái cách của họ nhưng mà cái vấn đề các con số thì người dân tộc da đó ở tại Mỹ, người ta tìm ra trước người Ấn Độ. Nhưng người Ấn Độ họ lại công bố trên thế giới trước người da đó. Cho nên con số số 0 đó được thế giới công nhận là của người Ấn Độ. À, đó là một hai cái vấn đề lịch sử chúng ta nghe biết cho vui thôi chứ không quan trọng. Nhưng ở đây chúng ta lưu ý tới những gì? Đó là cái phương pháp tính đếm từ 1 cho đến 2. Rồi á Mà 1, 2, 3, 4, 5 Có số 1 mới có số 2 Có số 2 mới có số 3 Và có như vậy mới có số trăm ngàn vạn ức triệu tí Nếu như không có như vậy Không có lưu nhớ như vậy Không có thường như vậy Thì số 1 nó mất đi Thì làm gì có số 2 Cho nên cái phương pháp tính đớm Nó cũng phải thường Ý Ngài nói như vậy Và chúng ta thấy rất là hợp lý Ngôi đạo người ta đưa ra hàng loạt những luận lý như vậy và người ta quay mình ở trong một cái chỗ mà mình ngồi im không biết nói làm sao ngài nói đó là những lượng lý của người đạo rất là sâu sắc phải không à ừ. rồi như phương pháp đọc tụng chẳng hạn như đọc nhất a à hàm chữ nhất a à hàm này á là cái chữ này á, là chữ gì hả chữ của miền trung phải không miền bắc miền 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 miền, miền, miền trung là nhất nhất à nhưng mà miền Nam là nhất ha miền Bắc là nhất còn miền Nam là gì nhất luôn phải không à, Tết nhất à, Tết nhất á là nhất mình nhất mấy á <laughs> nó, 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 nó mệt quá <laughs> lo đủ thứ đó. nó mệt quá gọi là Tết nhất ở <laughs> à, đây á đọc nhất a hàm rồi đến nhị a hàm nhẫn đến tam tứ a hàm tức là đọc tứ a hàm gồm có bốn bộ phải không hả à, trường a hàm trung a hàm tạp a hàm tân nhất a hàm đó là tứ a hàm nhưng mà có một mới có hai có hai mới có ba và có bốn nếu là vô thường thì chỗ đọc tụng chẳng đến bốn bởi vì vô thường đọc một nó mất thì tới làm gì có hai hai không có làm sao có ba có bốn do đọc tụng có tăng trưởng nên gọi là thường đó là ví dụ tiếp theo Rồi ví dụ nữa Bình C Bình y xe cổ Như người mang nợ Hình tướng Địa cầu Núi sông Cây rừng Cây cỏ Lá thuốc Chúng sinh trị bệnh Tất cả đều là thương Cũng như vậy Các thái ngoại đạo Đều nói rằng Các hạnh là thương Nếu là thương Thời là thật đấy luận lý sâu chắc chắn chưa? Nếu như không có một cái luận lý vững chắc như vậy, chúng ta thấy đâu có dở dàng gì mà người ta giữ truyền thống sinh hoạt của họ mấy ngàn năm. Ví dụ như ngày hôm nay, bà là môn giáo cũng còn ở tại Ấn Độ, Hindu giáo cũng còn, Kỳ Na giáo có rất nhiều giáo phái vẫn còn. Nếu như không có những luận lý vững chắc đủ để thuyết phục trí não của con người, thì làm sao con người họ đi theo họ chấp nhận họ tôn vinh cho nên nói nó thật đấy họ nói như vậy thành ra mình luận lý không đủ mình khai thị không có rõ sáng thành ra người ta không có chấp nhận bạch thế tôn các phái ngoại đạo lại nối nói lạc thường là yếu tố đầu tiên của nước bạn phải không ạ à? bây giờ phái ngoại đạo lại nối lạc lạc như thế nào Thế nào biết rằng có lạc Họ nói rằng cái lạc của họ như thế này Có người thọ quyết định định báo khả ý Tức là gì Có người thọ trong tâm Được cái phước báo như ý mình muốn Phàm người thọ lạc quyết định định đó Chẳng hạn như Phạm Thiên Xin lỗi Như Đại Phạm Thiên Vương Đại Tự Tại Thiên Thích Đề Hoàng Nhân và Chư Thiên. Do nghĩa này nên nói rằng quyết định có lạc. Bởi vì sao? Có người là thống khổ, đại phạm thiên vương, tự tại, an lạc. Cho nên lạc có, chứ sao nói rằng là không được. Và họ xem đó là là lạc. Bởi vì ai cũng nghĩ rằng sinh lên cõi trời là hạnh phúc, là an lạc, là sung sướng. Và tất nhiên sung sướng hơn cõi của chúng ta chứ. Chẳng hạn như bây giờ đánh đổi ngồi ở Bồ Đề Phật Quốc nghe giáo pháp giác ngộ của Đức Thế Tôn với lên trên cõi trời Tam Thập Tam đi du ngoạn một dòng. Thì có lẽ rằng chỉ một mình Thầy thuyết pháp và không có người nghe. Có đúng vậy không hả? À? Chắc chắn rồi. Bây giờ có ai xuống đây này, bây giờ có ai đi lên trên trời dạo chơi thánh cảnh chư thiên với tôi và ngồi đây học kinh đại bác niết bàn với thầy Huyền châu chuyện gì xảy ra đi hết liền <laughs> nó nó là vậy đó và chúng ta thấy rằng cái tâm cầu đạo giác ngộ của chúng ta rất là yếu kém bởi vì lên cõi trời rồi chúng ta cũng quanh quẩn trong ba cõi còn đại bác niết bàn cho chúng ta con đường thoát ly sanh tử nhưng chúng ta lại xem nó không bằng những thánh cảnh cõi trời cho thí dụ dễ hiểu như vậy Để thấy tâm cầu đạo của mình rất là yếu kém Rất yếu kém Mình rất là dễ bị mơ hoạt bởi những cái thú vui khác Như vậy thì ở đây Chúng ta thấy rằng Cuộc đời người ta có những đấng phạm thiên Có những vị đế thích Họ lên xuống thời gian đương thời Và người đời họ thấy Thì làm sao mà họ không có nghe lời được Và đó là một cảnh cực kỳ sung sướng rồi lại vì chúng sanh mong cầu nên ngoại đạo nói rằng có lạc như người đói cầu ăn như người khác cầu uống người lạnh cầu ấm như người nóng cầu mát người mệt nhọc cầu nghỉ ngơi người bệnh cầu lành nếu không có lạc thời những người kia duyên cớ gì mà cầu cho nên rõ ràng ngài nói rằng á là cầu mong câu mà một cái đó là có lạc vì vậy cho nên người ta dạy mình hãy cầu nguyện đi hãy cầu nguyện trong lịch sử nói nó đụng chạm trong lịch sử um, chiến tranh đó, thì um, có rất nhiều có rất nhiều trường hợp mà người ta nói cười lắm người ta nói, chúng tôi có đất đai họ có kinh thánh họ đem kinh thánh dạy cho chúng tôi à, à, nhắm mắt cầu nguyện và khi chúng tôi nhắm mắt cầu nguyện khi chúng tôi mở mắt ra chúng tôi có kinh thánh và họ có đất đai <laughs> nó nó là nó nó, 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 nó nó cái câu đó là ghi lại ở trong lịch sử của như là là là, là, là gọi là ngàn năm đơm trường trung cổ hôm nay mình nói nó đụng chạm chứ mà sư sách ghi như vậy đó thì vậy người ta cầu nguyện mà, vậy người ta cầu đi, lúc nào cũng cầu, mà trường hợp mà cầu nguyện thượng đế, cầu nguyện phạm thiên, người Ấn Độ họ cầu cũng dữ dằn hơn phương Tây nữa, cho nên họ họ cầu cái, cái hình thức cầu nguyện của họ là mình thấy nó khổ hạnh khung khiếp, mình không theo lại đâu, vậy thì ở đây chúng ta thấy, tại vì nếu như không như vậy thì làm sao có lạc, giống như cầu đối thì cầu ăn. À, khác thì cầu uống và nhờ cái cầu đó mà mới có ăn có uống như vậy thì đối ăn, có ăn khác có uống đó là lạc như vậy thì rõ ràng là lạc nó có chứ sao lại không được không có thì cầu chi hả à. cũng giống như hôm nay chúng ta tu tập mong rằng mình mong thoát khỏi cái khổ này do vậy cho nên mình hy sinh thời gian mình bỏ đi những cái thú vui trong cuộc sống và mình dám bớt công việc làm lại để mình dư thời gian ra mình đến học giáo pháp lắng nghe thầy Trung Tuyên kinh văn rồi mình cắt bỏ những cái thú vui mà lẽ ra là mình tiếp cận vì sao? Bởi vì mình mong muốn là mình được giải thoát như vậy thì nếu như mình không có mình nghĩ giải thoát không có lạc thì mình đâu có cầu chứ đúng không? Không dám gật đầu. <laughs> đó, đó, đó. sợ rồi Mà Giờ sợ, sợ quá rồi. Chúng ta nói đụng tới Bồ Tát ven thù sự lợi, lý luận của Ngài là chúng ta không có ngõ thoát. Mà Ngài lý luận là Ngài dựa trên luận lý của ngoại đạo. Ngài gom lại những cái cách luận lý của ngoại đạo Đến Ngài hội Đức Thơ Tôn. Và chúng ta nghe, chúng ta bị khuất phục ngay trong những cách như vậy. Đáng sợ vô cùng chưa? Cho nên chúng ta biết rằng mình chưa đủ tội giác phải ráng đi học đạo. Ráng đi học đạo. Không có nên nói rằng quy tam bảo tụng kinh bái sám đó chính là đệ tử Phật. Mình nói mình đệ tử Phật nhưng Phật có nhận mình đệ tử hay không? Tiêu chuẩn Phật xem mình là đệ tử của Ngài ở mức nào? Những điều đó chúng ta lưu ý một chút Thì chúng ta thấy mình chưa phải là Phật tử Nhận ra như vậy để chúng ta biết mình cần phải làm cái gì. Rồi, tiếp theo nữa, ở đây, Ngài nói rằng do vì có người cầu nên biết rằng là, là có lạc. Các phái ngội đạo lại nói rằng bố thí có thở đạn lạc. Đúng vậy không? À, trưa mà các chị đọc cái bài bài ăn trưa gì hả? À, hoan hỷ bố thí liền được an vui đúng nghe không hả à, cái giá cũng không dám bắt đầu nữa nè sợ sợ dữ cho, <laughs> nên, cho nên trí của chúng ta có đủ sức là tự tại phân biệt cái gì nên gật cái gì nên lắc mà lắc đầu trong phạm vi nào mà gật đầu trong phạm vi nào chứ không thể nào nói rằng là mình sợ quá cái nguyện ở trơn rồi <laughs> nên, vậy thì Người đời ưa bố thí cho sa môn, bà la môn và kẻ nghèo cùng khốn khổ những y phục vật thực, giường ghế thuốc thang, vôi ngựa xe cổ, hương bột hương hoa, nhà cửa đèn đuốc. Bố thí những thứ như vậy vì muốn đời sau tôi được thọ báo khả ý. Vì thế nên biết rằng quyết định có lạc. Người Mỹ đây họ cũng nói những gì chúng ta có được ngày hôm nay là những gì chúng ta đã từng ban cho trong quá khứ. Nếu như chúng ta không có cho trong quá khứ, tất chúng ta không có quả để nhận hôm nay. Hôm nay chúng ta chỉ có gặt hái những quả để chúng ta hướng mà không biết gieo nhân để tương lai chúng ta hạnh phúc bằng cách bố thí thì chúng ta không có quả đầu để gặt nữa có bao nhiêu lúa ăn hết trơn không có chịu gieo giống mới ba tháng sau á đối sanh trường phải đi làm cái ăn mày nợ của thiên hạ Vậy thì ở đây mình mình thấy đạo lý này là đúng hoàn toàn phải không ạ à? ừ. có phái ngoại đạo lại nói rằng người thọ lạc vì có nhân duyên nên có lạc xúc tại sao bởi vì có phái ngoại đạo họ nói cao hơn họ thấy rằng ấy, là vì người thọ lạc cái thọ lạc nó có điều kiện đó gọi là vì có nhân duyên có điều kiện cho nên nó quay có, có lạc xúc ví dụ như chúng ta đi vào ở trong một căn phòng mà nó nó cháy rực lên chúng ta thấy mình mình thấy khó chịu chúng ta đi vào ở trong một cái căn phòng mà màu sắc nó tươi sáng mát mẻ nước chảy róc rách chẳng hạn như vậy chúng ta thấy mình dễ chịu như vậy thì có thọ Và cái thọ lạc đó hay là thọ khổ đó Nó có điều kiện Đúng chưa hả Cái đó là chuyện tự nhiên diễn ra trên tâm lý mà thôi Nếu mà không có lạc Thì không có thành nhân duyên Như sừng thỏ Không có Thời không có nhân duyên Con thọ không có sừng à, Không có sừng mà người ta nói là, là Sừng thỏ là người ta nói sai bởi vì đơn giản là con thỏ không có sừng Cho nên không được nói là sừng thỏ ừ. Còn nếu như người ta nói sừng thỏ Đó là cái sản phẩm tưởng tượng không có thật Vì có nhân duyên lạc Nên biết rằng có lạc Vì có xúc có xúc lạc Cho nên mới có lạc Thành ra do đó cho nên nói rằng có lạc Ngoại đạo lại nói lạc có gì? Có thượng trung và hạ có, có thượng thượng lạc, trung lạc, hạ lạc, tức là cái mức độ cao thấp khác nhau. Thọ lạc, bậc hạ như là thích đề hoàng nhân. Cuộc sống an ổn ở trên cung trời đau lợi. Thọ lạc, bậc trung như là đại phạm thiên vương. Thọ lạc, bậc thượng như là đại tự tại thiên. À, đại tự tại thiên, ông có tám uh, cái chân, À, 16 cái tay 8 cái đầu 4 đầu nam 4 đầu nữ Ông tự nói chuyện với nhau chẳng cần ai làm phiền cái đầu nam bốn đầu nữ Nói chuyện rất là thoải mái lúc nào cũng tự tại à, Ai gặp cái vị này Thì biết rằng là chúng ta rất là may mắn Bởi vì Phước báo chúng ta ít nhiều Mới có thể gặp được vị này Thành ra thấy vị này đừng có lo Nhưng mà cũng cẩn thận nhiều khi ma giá nhưng dẫu, dẫu sao nữa thì chúng ta cũng có gì phải chạy tại ngồi im mà tốt hơn Có chạy cũng không lại họ đâu Thành ra những trường hợp mà nói rằng sợ ma quá bó chạy Mà mình chạy hơn nhanh hơn ma được sao Vậy mà cũng ráng chạy <laughs> cho, nên, cho nên chúng ta chứng minh là hoảng quá biết làm gì chạy đại thôi à, Vì thế nên biết rằng là Là có lạc Lạc nó có bậc trung, bậc thượng, bậc hạ Ví dụ chứng minh như vậy Còn ngồi đạo nói rằng á là có cũng có tịnh trong giáo lý của họ cũng có tịnh Tịnh như thế nào Nếu không tịnh thời lễ ra Chẳng sanh lòng mong muốn Vì có mong muốn nên biết có tịnh Như vàng bạc châu báu liêu ly Pha lê sa cừ Mã não sang hô Chân châu bích ngọc Pha kha bối Suối mát ao tắm Vật thực y phục hoa hương đèn đuốc Những vật như vậy đều là tịnh họ lại nói thân ngũ ấm chính là tịnh khí đựng những vật những tịnh vật như là thân người trời tiên a la hán bích chư phật bồ tát chư phật do nghĩa này nên gọi là tịnh tức là thân người ở trong những trạng thái như vậy là là cái gì là cái tịnh vật để mà thọ lấy những cái vật tịnh đó cho nên họ xem đó chính là cái nghĩa tịnh theo cách của ngoại đạo còn có phái ngoại đạo khác lại nói rằng có ngã vì có thấy biết, vì có thể tạo tác. Trong khi Thế Tôn nói là vô ngã, nhưng họ nói là có ngã, bây giờ có thấy, có biết, có người làm ra, có đối tượng làm ra, có vật được tạo ra. Như có người vào nhà thợ gốm, dầu chẳng thấy thân người thợ, nhưng thấy khí cụ nên biết quyết định nhà đó là nhà thợ gốm luận lý rất là chặt chẽ Chúng ta vào thấy công cụ người ta làm làm gốm Thì biết rằng nhà này là nhà thợ gốm Mặc dù không có người nào Chúng ta vẫn biết rằng Ở trong này có thợ gốm Nhưng ngã cũng như vậy Do mắt thấy sách biết chắc là có ngã Ngã nó như thế nào mình không thấy Nhưng mà do con mắt thấy hình sách Thì phải có ngã điều, điều động nó Có ngã chi phối nó Nếu không thì làm sao mà mà có Chẳng hạn như ai nói tôi nói tôi là ngã Nếu không có ngã thì lấy lấy gì nói Nếu không có ngã thời ai có thể thấy xét Nghe tiếng nhận đến xúc giác cũng như vậy Họ lại nói có ngã làm sao biết rằng có Vì do nơi tướng mà biết Vì cái biểu hiện của tướng mà biết ở trong đó có ngã Đó là tướng gì? là tướng thở tướng ngấy tướng ngó ngấy ngó nháy nháy mắt đó tướng gì tướng mạng sống tướng mắm tâm tướng thọ sự khổ vui tham cầu giận hờn đều là tướng của ngã vì thế nên biết quyết định có ngã chứ không phải như đạo lý vô ngã của đức thế tôn ngôi đạo lại nói rằng có ngã vì phân biệt được mùi vị như có người ăn trái cây thấy trái biết mùi vị đây do đây nên biết quyết định có ngã nếu không có ngã thì có chú thế nào để phân biệt được mùi vị thấy trái mãng cầu biết nó là mùi gì vị gì thấy trái me chua biết là mùi gì vị gì ngoại đạo lại nói vì chấp tác vì có chấp tác làm việc nên biết ra là có ngã nếu không có ngã thì ai là người chấp lao làm việc Như cầm lưỡi liềm Thời có thể là kết gạch Cầm búa thời có thể là chặt Cầm binh thời có thể là đựng nước Ngồi ngồi xe thời cầm cương Do đó nên quyết định là có ngã Nó là như vậy Không có ngã thì ai điều động Ai có thể là điều hành cái Những cái trạng thái sinh hoạt như vậy Ngồi đạo lại nói Lúc mới sanh biết đồi bú đó là do tập quán đời trước nên biết quyết định có ngã à, rồi ngoại đạo còn lại nói rằng vì hòa hiệp lợi ích chúng sanh khác nên biết rằng có ngã như là bình y xe cộ ruộng nhà núi rừng cây cối voi ngựa trâu dê những vật như vậy đều hòa hiệp thời có sự lợi ích nằm ấm ở trong thân người cũng vậy nhãn kinh vân vân vì cái sự hòa hợp thời có sự lợi ích cho người đó Do đó nên quyết định là có ngã Giờ sao? Giờ chúng ta làm sao để chứng minh là không có ngã Chúng ta nói như vậy hoàn toàn là hợp lý rồi Làm sao đây? Giờ các vị đi hành đạo Gặp ngồi đạo người ta cật vấn Người ta hối nhận như sao? Chị yên tâm để tôi về hỏi thầy tôi trước Không biết trả lời vậy nè Trả lời vậy thì thành bộ tác đạo có gì nữa vì vậy cho nên phải có luận lý Cố gắng học luận lý Trước tiên là để gì? Để trừ bỏ tối tâm ngu hoạt Trong đầu của mình Nghĩ lại cũng biết ơn Bốn sư của thầy Mới vô chùa thưa thầy Cho con bài kinh gì Giáo lý gì để con học Ngài đưa cho thầy 62 luận thiết của ngội đạo Tự nhiên mình cầm buồn giới sợ Nghĩ rằng Ngài nghĩ mình bộ ngội đạo vô chùa hay sao? Tự nhiên bác mình học đó là 62 luận thuyết của ngội đạo. Và Ngài cho bài, ông phải thuộc lòng phân biệt ra từng món, từng món, từng món. Và sau này thưa các vị, khi học Duy Ma Cật Sơ Thuyết thì mới thấy ở trong đó có một câu Thành Phật ở trên nền tảng nào? thành Phật trên nền tảng của 62 luận thiết ngoại đạo. Vì sao? Bởi vì 62 luận thiết ngoại đạo là những loại tập khí sai lầm mà nó ẩn tàng trong tâm chúng ta lâu đời, lâu kiếp. Nếu chúng ta không có loại trừ nó, không có nhận diện ra nó, thì chúng ta không có thể thành Phật được. Cũng giống như một người tự làm bác sĩ cho mình mà không hiểu nguyên nhân của bệnh, tất không thể nào chữa lành bệnh đó được mình muốn loại trừ cái xấu xa hư hỏng của mình thì mình phải biết nó là cái gì, nó như thế nào, nó đến từ đâu, nhược điểm nó ra sao và cách nào để loại trừ thì mình có thể thực hiện thành công ý muốn của mình. Vì vậy cho nên có những trường hợp mà chúng ta không có phong biệt rõ ràng, chúng ta không thể đoạn trừ được. Thành ra học để biết để đoạn trừ chứ không phải học để tôn vinh. Hai ý nghĩa này khác nhau. Học sáu mươi hai ngoại đạo để đoạn trừ ngoại đạo và để thấy có khi mình bị lầm lẫn trong đó chứ không phải học để biết để mình tu và tôn vinh nó đâu cho nên chúng ta cẩn thận khi tiếp cận những cái loại giáo lý này và chúng ta phải cố gắng nhận biết ra cho được rồi ở đây còn nói gì nữa hả nói tới đâu rồi ngồi đạo lại nói có ngã vì rằng có sự vật ngăn ngại ngồi đạo là ngôi đạo là nối vì hòa hợp lợi ích chúng sanh khác nên biết có cái gì có ngã như là bình xe bình y xe cổ ruộng ruộng nhà núi rừng cây cối vân vân những vật như vậy đều hòa hợp có sự lợi ích Năm ấm trong thân người cũng như vậy vân vân vì cái sự hòa hợp có lợi ích cho người do đó nên biết quyết định có ngã đoạn này chúng ta đã đọc rồi phải không tiếp theo Ngôi đạo lại nói có ngã Vì rằng có sự vật nghe ngại Như có vật thời có nghe ngại Nếu không vật thời không nghe ngại Vì có nghe ngại nên quyết định là có ngã Tức là có sự nghe ngại Nghe ngại nếu như không có ngã Thì sẽ không bị nghe ngại Mà có nghe ngại đang diễn ra Ví dụ chúng ta không thể đi qua bất thường được vì chúng ta có cái ngã nghe ngại đó Cho nên không thể nào đi qua được Đó là điều giới hiểu đương nhiên người ngoại đạo lại nói vì có bạn cùng chẳng phải bạn nên biết có ngã tức là có bạn mình hoặc là không phải bạn của mình như thân yêu cùng chẳng phải thân yêu thời chẳng phải là bạn chánh pháp với tà pháp trí với chẳng trí sa môn cùng với chẳng sa môn bà la môn cùng với chẳng bà la môn rồi gì nữa hả con cùng chẳng phải con ngày với chẳng phải ngày đêm với chẳng phải đêm ngã với chẳng phải ngã các pháp như vậy là gì các pháp như vậy là bạn và chẳng phải bạn do đó nên biết rằng quyết định có ngã là bạn là những gì hỗ trợ và những gì hại thì không phải bạn nhưng ở trong cuộc sống như vậy nó luôn luôn diễn ra hai mặt Thành ra người ta phải trình bày theo cách đó Và cuối cùng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Mới nhắc lại như thế này Bạch Đức Thế Tôn Phái ngoại đạo Nhiều cách Nối Có ngã, có lạc Có thường, có gì có thường Có lạc, có ngã, có tình Họ dùng nhiều cách Nhiều luận lý Nhiều kiểu diễn đạt, miêu tả khác nhau nên biết, nên biết quyết định là có thường lạc ngã Tịnh họ đưa ra hàng loạt những minh chứng đạo lý như vậy do nghĩa đó nên các phái ngoại đạo cũng nối được rằng ta có chương đế ta có chương đế như vậy thì thưa lập quý vị ở đây chúng ta thấy bồ tát văn thù sư lợi nêu một loạt ra và chứng minh có thường có lạc có ngã có Tịnh có chương đế theo cái cách nghĩ của họ Vậy thì ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Thường lạc ngã tịnh được hiểu như thế nào? Và biện bác khai thị chỉ ra chỗ khiếm khuyết sai trái Của tư tưởng ngoại đạo này Chỉ như thế nào? Những vấn đề này thứ ba chúng ta tiếp tục A Di Đà Phật cảm ơn các vị đã lắng nghe Phật hiện thân ở đời Như hoa đàm ba vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời